ở trên trang Việt Nam trong tim tôi có một bài viết rất hay nói về chú cuội Ngô Anh Tuấn thì chiếc mặt nạ bị rơi, đó là tiêu đề. Duy sẽ chia sẻ bài viết xong là những người người ta đọc qua bài viết người ta còn nói gì về tên Ngô Anh Tuấn này như thế nào. Duy sẽ chia sẻ cùng mọi người. Là tiếp tục vào cái chiến lược diễn biến hòa bình. Chú cuội Ngô Anh Tuấn và chiếc mặt nạ bị rơi. Với hàng loạt thất bại cay đắng do trình độ, năng lực, tầm hiểu biết và những nhận thức hạn chế khi tham gia bào chữa cho các hoạt động, các đối tượng phản động, mà đỉnh điểm là vụ án xảy ra ở tại Đồng Tâm mới đây ấy. Đó cũng là lúc mà cái bộ mặt thật của luật sư Ngô Anh Tuấn này được phơi bày. Khỏi cần nói hết về cái trình độ của anh chàng này khi tham gia thu thập thông tin tại thôn Hoành, nhất là tại hố bấy mà láo kình cùng đồng đảng phản nghịch tạo nên ấy. Sau đó dẫn đến sự hy sinh của ba chiến sĩ công an này, những thí nghiệm rồi phát ngôn bừa bãi cộng nhận thức lệch lạc của đám luật sư cuội đã làm cho người dân không khỏi bất ngờ. Với Ngô Anh Tuấn, Facebook của y thu hút sự theo dõi và kết bạn của khá đông người khác, đặc biệt là các phần tử phản động chống đối ở trong và ngoài nước. Với cái bản tính thích oai, thích thể hiện, ngông cuồng trong phát ngôn, nhưng được cái thùng giống kêu to, sự a dua, bơm kích của cái đám đồng đảng khiến Tuấn ngày càng ảo tưởng về bản thân mình. Tự cho mình là tài giỏi này, cao siêu hơn người khác, Ngô Anh Tuấn luôn thể hiện thái độ hợm hĩnh trong mỗi bài đăng. Với người có hiểu biết thì ai cũng có thể nhận thấy sự lủng củng, nhau nhí trong mỗi câu văn lời kể của chàng luật sư thuộc đội hình bào chữa kịch khung cho thân chủ này. Ngộ nhận về năng lực siêu phàm của bản thân ấy, rốt cuộc rồi sẽ nhận hậu quả thích đáng, không biết đến bao giờ anh chàng này mới tỉnh giấc. Chẳng lẽ là sau khi Ngô Anh Tuấn ấy, nghe được cái bài viết hay đọc được bài viết này này, qua những cái bình luận của những người người ta theo dõi từ cái vụ việc Đồng Tâm và những cái vị luật sư kịch khung, các vị luật sư bào chữa toàn thua này, thì hắn mới tỉnh ngộ ra hay sao? Hoặc là mãi mãi không tỉnh ngộ được, đấy là do cái nhận thức của hắn. Ở đây có Phạm Minh Đức còn viết này: một số luật sư cuộn huyễn hoặc ảo tưởng về mình, trong đó có Ngô Anh Tuấn cộng với một số kẻ học đòi vì dân đang dần rơi vào chủ nghĩa dân túy, rồi bơm thêm của cái bọn phản động trong và ngoài nước, làm cho cái tình hình xử án thêm phức tạp, làm mồi cho bọn ba sặc mịt tân, các nhà đấu tranh dân chủ cuội phản động nó chống phá kịch liệt. Chẳng biết bọn này đã ngộ ra chưa hay vẫn chứng nào tật đấy. Còn danh vọng là thành phần khó dạy bảo. Còn Nguyễn Tuấn Minh viết này: ngộ nhận về năng lực siêu phàm của bản thân, rút cuộc rồi sẽ nhận hậu quả thích đáng, không biết bao giờ anh chàng này mới tỉnh giấc. Ông này cũng tỉnh giấc, không tỉnh giấc thì cũng tự đào hố chui xuống. Hà Dương: Ngô theo cái tiếng của một vị luật sư giỏi mà lại theo hướng tiêu cực, người ta biết về tên này là một kẻ phản quốc, ngấm ngầm tham gia vào các tổ chức phản động để chống phá đất nước Việt Nam. Nhỏ Ali này: suy thoái về đạo đức, nhân cách, bị khai trừ khỏi đảng, còn lên mạng viết sằng bậy vớ vẩn, đúng là móm mà. Còn Hương Giang này: luật sư rẻ rách, mặt dày bênh vực cho các tội ác tày trời mà đám Đồng Tâm đã gây ra. Còn Tống Giang còn rất hay: người có tài thực sự không cần thể hiện trên bàn phím, mà thể hiện ở tài năng trong việc hiểu biết và vận dụng pháp luật trong
phiên tranh tụng. Muốn người ta nể phục thì phải thể hiện bằng hành động chứ không phải là lời nói suông như tay luật sư toàn thua này. Đấy. Còn Đồng Lê này, còn bị khai trừ khỏi đảng, không biết nhục hay sao mà còn hoanh hoang khoác lác. Đặng Tuyết thì có còn tỉnh sao được khi mà trong đầu óc họ toàn tư tưởng phản động, thích ăn không? Đúng rồi, nhưng Nguyễn Quang A thì cái tư tưởng không bao giờ thay đổi được rồi. Thạch Lam có còn thật sự rất nguy hiểm khi một kẻ ảo tưởng sức mạnh như tay luật sư này lại được một lực lượng hùng hậu, đám phản động chống đối hậu thuẫn, cổ suý sau lưng. Tuy nhiên càng phát ngôn bừa bãi thì càng thể hiện sự dốt nát của hắn. Còn rất là nhiều còm, nhưng Dương Vi sẽ đọc một số cái còm mang ý nghĩa chung. Học luật mà không có đức thì muôn đời không khá lên được. Thư Trang, trình độ thấp kém thì nói thẳng ra còn bày đặt. Hương Phù Sa, còn ông bà mình nói không sai, chữ tài đi với chữ tai một lần. Anh Trần còn mới có nghề mà cứ tưởng mình là thiên tài. Lại ngáo đá hay sớm muộn cũng có chuyện cho mà xem. Loại như Ngô Anh Tuấn đến giờ cũng chỉ là con bài cho các thế lực phản động lợi dụng chống đảng nhà nước thì chẳng phải hoành tráng như hắn nghĩ. Nguyễn Trọng còn những luật sư coi thường công lý, coi thường đạo đức thế này thì sớm muộn cũng phải trả giá. Đông Đông còn làm dân chủ cuội kết hợp làm luật sư thì chắc nhiều tiền lắm nhỉ, giàu bằng các cách bẩn thỉu thì không bên đâu. Quang Đặng thì có còn ngộ nhận về năng lực siêu phàm của bản thân, rốt cuộc rồi sẽ nhận hậu quả thích đáng, không biết đến bao giờ anh chàng này mới tỉnh giấc. Sơn Lâm còn này, luật sư mà cái thế nào toàn để phân chủ tăng thêm khung hình phạt thế này thì cần xem lại năng lực, chưa nói đến nhân cách. Thảo Nhi còn tặng cho nó một chữ ngu học không sáng, không phân biệt đâu là pháp lý, đâu là lẽ phải, đúng là luật sư dởm muốn nổi tiếng. Còn rất là nhiều còm. Thôi Dương Huy cũng xin kết thúc cái diễn đàn ở đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20:30 hoặc 21:00 tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thứ bảy thật vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình, bạn thân.